Ngày 9 tháng 6, đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh tại thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội và thu giữ được hơn 400 chiếc máy sấy tóc, nghi là giả nhãn hiệu. Tại thời điểm kiểm tra, địa điểm kinh doanh hàng hóa do bà Nguyễn Thị Mai, địa chỉ thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, làm chủ đang bày bán kinh doanh 412 chiếc máy xấy tóc do nước ngoài sản xuất. Trên hàng hóa có nhãn chữ nước ngoài và có chữ Panasonic trên thân máy. Giá niêm yết tại cơ sở là 70.000 đồng một chiếc. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên. Đoàn kiểm tra tiến hành chụp ảnh hàng hóa trước sự chứng kiến của chủ cơ sở để gửi cơ quan có chức năng giám định theo quy định, đồng thời tiến hành tạm giữ đối với 412 chiếc máy xây tóc không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Panasonic đang được bảo hộ tại Việt Nam để xử lý theo quy định.